Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng 4 con bò. Đây, 4 con bò này là 4 con bò B nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì mình có 4 con bò B, là trong đây có 3 con Pháp Kem và 1 con cái 3B. Đây, ở đây thì con bò này thì mình xem. Tất cả 4 con bò này thì em đã quan sát rồi. Chân móng đi đứng của những con bò ở đây đều hoàn thiện hết nha cô chú anh chị các bạn. Chân móng đi đứng hoàn thiện hết. Ở đây chân móng thì là móng sò, trụ thì đứng thẳng ha. Đó, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Mình quay từng con cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem ha. Con này thuộc về cái dòng 3B. 3B, con này là thuộc về dòng 3B dòng 1 nha. Xe mặt xe lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây. Cô chú anh chị các bạn xem ha. Cái này bụi á. Bụi nó đóng á, chứ không có gì hết nha. Ở đây thì chân móng nè. Rúng con 3B nè. Thấy dần rúng ghê không? Đó, con này thì để em kiểm tra cho mấy vú. Đây con này 4 vú nha, chân móng sò nè. Đúng nè. Lưng vai thì nói chung là khá là lực. Đây, những cái góc độ này mình xem à, bò thì khá là lực ha. Đây cô chú anh chị các bạn xem đi. Chân móng mặt mày thì khỏi chê rồi. Con này bông tráng ha. Bông tráng, bông rúng, bông đuôi. Nó thuộc về dòng 3B thì đương nhiên là nó phải bông rồi. Đó, qua thì khá là bự. Nè. Qua bự ha. Và kế bên đây. Kế bên đây thì mình có đây con còn kem Pháp nè. Kem Pháp đầu trụi, nó cũng thuộc về dòng 1 nhưng mà nó đầu trụi nha. Lưng nè, sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Bò này thì vai cũng khá là lực. Vai lực. Đây. Qua nè. Qua khá là to. Đó, chân móng nè, không? Đích. Đó, cái đòn khá là dài. Đây cô chú anh chị các bạn xem ha, đòn dài ghê. Đúng nè. Vú nè. Tôi mới cãi. Bốn cái. Mà cặp này thì hiện đang có giá là 30 triệu. Cặp này hiện đang có giá là 30 triệu cô chú anh chị các bạn. Cặp này hiện đang có giá là 30 triệu. Bò này thì chiều cao tại phía sau khu của con bò này dao động tầm khoảng từ 1m1 nè, mặt đầu chuỗi ha. Con này với con này hiện đang có giá là 30 triệu. Chân móng đi đứng hoàn thiện hết. Và con cô bác anh chị khi mà chúng ta mua sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Kế bên đây. Kế bên đây là mình có một cặp cái kem nữa. Một cặp cái Pháp ha. Cặp cái Pháp. Ở đây chân nè. Chân móng sò. Ồ con này dần rúng đá dữ ta. Con này rúng chiền. Đây. Rúng là rúng chiền nha. Vú đây coi mấy cái, 4 cái. 4 cái vú. Chân móng sao. Đây móng sao là móng sò. Yếm nè. Đó là phạt ha. Con này con kem Pháp bông bướm. Con này kem Pháp bông bướm ha. Dễ dữ lắm. Xe lưng nghiêm chỉnh. Mặt mày nè, xé mặt nằm đây. Đó. Mỏ hồng, móng hồng. À, cái hoa nó cũng hồng. Đây, hoa rất là to. Hoa bự ha. Rồi. Cái đòn của con này cũng dài ha, cô chú anh chị của các bạn. Khá là dài. Được cái là dàn thùng của con này lớn. Rồi, kế bên đây. Kế bên đây có một cặp, kế bên đây có một con kem Pháp cái nữa nè. Con này thì con này được cái đầu trụi. Mỏ hồng, móng hồng, hoa cũng hồng. Nhưng mà con này thì nó lai máu mẹ nhiều, lai máu bù xin nhiều nên nó ra cái màu đỏ ha, kem Pháp đỏ. Con này cũng đầu trụi ha. Con này nuôi tới già không ra sừng. Đó. Con này thì nó cũng dao động tầm khoảng từ 7 tháng rưỡi. Khoảng 7 tháng 7 tháng rưỡi bò. À, thì hai con bò này thì giờ chốt giá cũng là 30 triệu một cặp. À, cặp này cũng có giá là 30 triệu. Chân móng nè. Chân móng. Rúng đầy đủ ha, chân móng sao. Con này rúng đẹp. Rúng đẹp tuyệt vời ha. À, qua của hai con thì nói chung khá là to. À, hai con này qua bự ha. Tướng đá thì khỏi chê. Dàn rúng rá đẹp, đi tới một chút xíu rồi con. Thôi chú qua.
Tới chút. Đúng rồi, thưa em. Mượn tấm hình nha. Quá đẹp rồi con gái ơi. Con kem Pháp này chốt giá lại là hai con này chốt giá lại là 30 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Chân móng đi đứng bình bình thì không áp xe, không xuống rúng xuống rụt gì hết. Ở đây cái vai của nó nè, khung vai của nó nói chung là khá là lực. Cô chú anh chị các bạn xem ha, khung vai khá lực nè. Xe lưng nghiêm chỉnh. Đó, cặp này chốt giá lại là 30 triệu. Tổng cộng là 4 con, 4 con chốt là 60 triệu ha. Ở đây hai con này 30 triệu. Con này cũng hai, con này hai con này cũng 30 triệu. 4 con này 60 triệu ha. Và con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em để trên màn hình. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần nó và cập nhật thông tin về chiều cao của từng con để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta biết được thông tin về chiều cao của những bò này. Rồi mình xem thôi được. Để coi cảm thấy thích mình muốn mua thì mình cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể mình chốt được 4 con bò này nha. Nếu mà tách lẻ ra thì cái con bò kem Pháp trắng này nè, con kem Pháp trắng này nó có giá là 16 triệu rưỡi nha. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m1 đó. Nếu mà tách ra thì con này có giá là 16 triệu rưỡi, còn con này có giá là 13 triệu rưỡi. Con này có giá là 14 triệu rưỡi, nếu mà tách ra con này 14 triệu rưỡi. Con 3B thì nó có giá là 15 triệu rưỡi nha. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m02. Còn con này thì chiều cao tại phía sau khu là 1m1. Đó, thì tổng cộng 4 con bò này thì nó có giá là 60 triệu. Tổng cộng 4 con bò này có giá 60 triệu nha. Bà con cô bác anh chị nào gần xa có nhu cầu mua thì mình liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn video kế tiếp.